Xin chào các bạn, xin chào anh chị. Hiện tại thì em đang đứng ở khu vực Đức Mẹ Núi Cúi, phía sau em đây là hồ Trị An, rất là lớn đúng không ạ? Rồi bây giờ đi một vòng, hướng trên đây là bức tượng Đức Mẹ rất là cao to. Mình sẽ đi cầu thang từ dưới lên, bây giờ mình đi đường này là đi xuống rồi này. Bây giờ đi xuống dưới đây, hiện tại thì công trình cũng đang triển khai xây dựng, chưa hoàn thiện hoàn hết tất cả. Chỗ nhà nguyện cũng đang xây, cũng như là tượng Đức Mẹ cũng đang làm hoàn thiện. Thì tượng Đức Mẹ đứng trên một khối đế rất là rộng. Ở đây là một khối đế rồi nè, nhưng mà dưới đây chỗ này cũng lại là một khối đế to nữa. Đây là khối đế ở trong lòng này. Ví dụ như sẽ có thang máy ở trong đây, có thể sẽ ưu tiên cho những người mà đi xe lăn hoặc là có thể đi thang máy lên. Đây là bức tượng Đức Mẹ đứng rất là cao. Đấy, cực kỳ cao luôn. Đi xích ra đây thì mới có thể thấy rõ được. Đây này. Hiện tại công trình cũng đang làm nhưng cũng có rất là nhiều người đến tham quan. Đây là lối đi lên. Thì lối đi lên là sẽ có rất là nhiều đường, nhưng mà đây là nối đi lên mà thẳng tượng Đức Mẹ luôn. Đấy, Đức Mẹ sẽ nhìn về hướng về chỗ khu vực Giấc Mơ Gia Kiệm. Đây. Cực kỳ cao to luôn. Từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây thì khoảng hơn 100 cây. Anh chị có thể đi từ đi đường cao tốc rẽ xuống ngã ba Dầu Giây hoặc là đi ở đường quốc lộ 1A. Đó, đến khu vực qua nhà thờ Giấc Mơ là chúng ta sẽ có đường đi vào. Đây. Bức tượng thì tầm khoảng 2 năm nữa thì khu vực này sẽ hoàn thiện hết. Nhà nguyện cũng như là bến đỗ xe, rồi tượng Đức Mẹ, cảnh quan thì lúc đó sẽ đẹp và đường xá chạy lên đây cũng sẽ hoàn thiện. Rồi, hẹn mọi người đến tham quan tượng Đức Mẹ nhé.